chào quý vị cùng với Quỳnh Chi lại gặp nhau ở chương trình Câu chuyện âm nhạc do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với T-Production thực hiện và sẽ được phát sóng vào khung giờ 22:30 trên kênh HTV7. Và ngày hôm nay thì chắc là quý vị đang chờ đợi là không biết khách mời nào sẽ xuất hiện trong chuyên mục khách mời âm nhạc đó, đúng không ạ? Thế thì Quỳnh Chi cũng sẽ giới thiệu luôn, không để quý vị chờ đợi, đó là ca sĩ Thanh Duy. Chi và Thanh Duy cũng xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Sở dĩ mà Quỳnh Chi giới thiệu là một gương mặt xuất hiện rất là thường xuyên trên truyền hình, bởi vì bây giờ cái chủ đề mà em muốn trao đổi cùng với anh sẽ là nghệ sĩ tham gia những game show truyền hình. Bởi vì anh đang là một trong những nghệ sĩ mà tham gia ở rất là nhiều game show và được sự tín nhiệm của những đơn vị sản xuất chương trình. Anh nghĩ tại sao? Chắc tại anh khùng. Thực ra là những đâu phải ai muốn khùng cũng được đâu anh, làm sao để khùng được. Truyền hình thực tế với anh là những cái gì mà nó không được mong đợi. Các TV show cũng vậy, là những cái gì mà người ta sẽ không nghĩ, là nó thường ta nghĩ là cái gì cũng phải có kịch bản từ A B C D cho tới Z. Thì ngược lại, truyền hình thực tế lại là những cái gì mong chờ, những cái gì nó bất ngờ, những cái gì mà nhiều khi là cả cái người đang thực hiện chương trình đó họ cũng không biết cái gì sẽ xảy ra. Thì anh hợp với những cái điều như vậy, tại vì anh nghĩ là anh có một cái sự nhạy bén và cái phản ứng của anh với tất cả những cái gì mà tới với mình nó cũng rất là thật. Anh nghĩ sao anh sẽ làm ra như vậy, cho nên là anh nghĩ là đó cũng là một cái điều mà khiến cho khán giả nhớ và để cho những cái nhà sản xuất họ mời mình ở những cái chương trình như vậy. Trong suốt quá trình những chương trình truyền hình thực tế mà anh đã tham gia, thì có những chương trình nào mà anh cảm thấy là anh ấn tượng và anh đã đạt được rất là nhiều sau những cái lần tham dự như vậy? Nếu mà gọi là ấn tượng nhất, mà là cái chương trình mà giúp cho anh được cái sự yêu mến nhiều của khán giả nhiều nhất, là Gương Mặt Thân Quen. 2 năm rồi. Đã 2 năm rồi nhưng mà đi diễn ở khắp nơi, mọi người vẫn nhớ về cái chương trình đó. Và không chỉ ở Việt Nam mà khi mà ra nước ngoài, khán giả cũng coi cái chương trình đó luôn, họ coi lại trên YouTube. Thì ai cũng thương anh, cũng mến anh, thì anh vui vì điều đó, rất vui. Dạ. Và em còn nhớ là anh đã từng tham gia một chương trình truyền hình thực tế mà quân đội nữa cơ. À, cái đó là Sau Nhầm Ngủ. Cái show đó cũng cực kỳ được thích. Tại vì khi mà công bố thì anh là người mùa đầu tiên. Em biết khi mà công bố danh sách ba người nổi tiếng sẽ tham gia vào đi quân đội, đi nhập ngũ, thì có anh, có Trương Nam Thành với có Huỳnh Anh. Cái mọi người nói trời ơi, mời gì vô làm gì trời. Tại vì bình thường nhìn ngoài nhìn thấy anh kiểu cũng mỏng manh, cũng yếu đuối, cũng không có được như hai bạn kia. Nhưng mà cuối cùng anh là người được thương nhất ở cái show đó. Mà em đừng nghĩ là tại vì là nghệ sĩ vô thì là được miễn hay là gì. Không, trời ơi, làm đúng theo những gì mà quân đội làm là làm. Ăn phải ăn chung với mọi người, là mọi người làm gì phải làm theo đó. Mình mà chết đi được, mình rất là mệt rồi và mình bị tuột máu tới nơi rồi, vẫn phải làm. Thậm chí có cái tập mà anh bị bong gân ở đây, anh không đi được, là không cho anh ở nhà, vẫn không cho anh ở nhà. Anh nghĩ là anh trốn được rồi. Anh nghĩ là anh trốn được, mà anh không trốn được. Là tại vì nó là trong theo như quân đội, nếu chết thì thôi bỏ lại, còn một khi bạn vẫn còn thở, bạn còn sống, dù bạn bị cái gì thì không được bỏ đồng đội, vẫn cứ mang người đồng đội đó theo. Ôi trời, một cái chương trình mà anh đã học được rất là nhiều điều, và cái kiểu mà mình hiểu được tại sao hồi xưa mình học đọc những bài thơ tình đồng chí, những cái này cái kia nào mình không hiểu, thực sự trải nghiệm ở đó anh mới hiểu được thế nào gọi là tình đồng chí. Chỉ không bước cho nơi dần thưa, giờ nơi đó
ràng là việc tham gia những chương trình truyền hình thực tế nó không phải là một cái đơn giản. Nó đòi hỏi người nghệ sĩ rất là nhiều thứ. Anh cũng phải rất là vất vả. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không anh? Đúng. Tức là được tham gia truyền hình thực tế là cơ hội cho người nghệ sĩ, nhưng để tiếp tục ở lại và được tín nhiệm cho những chương trình tiếp theo thì người nghệ sĩ đó cũng phải có cái năng lượng, phải có cái sự lăn xả hoặc là chấp nhận một cái phần gì đó mà em nghĩ là không phải đơn giản. Đúng rồi. Thường vì thì khó khăn là gì? Ví dụ nếu mà mình không nói về Sao Nhập Ngũ ha, bởi vì là 24/24 là được camera quay. Nhưng mà ví dụ có những cái chương trình, ví dụ như anh gần đây nhất thì có làm Bí Mật Đêm Chủ Nhật, hay là những cái chương trình về hài, dù mình không phải là diễn viên hài. Cái khó là gì? Anh hãy chia sẻ cho mọi người biết. Là đóng toàn với diễn viên hài kỳ cựu. Áp lực. Không, anh không áp lực. Tại anh nghĩ là mọi người mời mình chắc cũng có lý do gì. Không phải nhiều khi mình hài đâu, mà nhiều khi mình ngu cũng là một cái cách để mà hài. Ví dụ thử thách tới với mình ngu, mình không biết giải quyết làm sao, nó cũng hài. Nó hài nó đến từ nhiều phía, nó không phải là chỉ khi mình thông minh hay là mình giỏi là nó mang tới tiếng cười, mà nhiều khi mình ngây ngô cũng mang tới tiếng cười, và những cái điều đó nó rất là thật. Cho nên là anh nghĩ là được thương được thích là một phần cũng là như vậy. Nhưng mà những cái bỏ ra như Quỳnh Chi nói, ví dụ như là quay là hầu như là ngày nào cũng tới 2-3 giờ sáng, và quý vị xem trên TV 1 tiếng đồng hồ, nhưng thực ra là nghệ sĩ là quay trong vòng 4-5 tiếng, 6-7 tiếng là có hết. Em cảm nhận anh là một cái con người mà rất là lạc quan, tức là em kéo anh về em hỏi anh những cái khó khăn để em đợi anh than, mà cuối cùng anh cũng không có than. Cuối cùng anh kể hấp dẫn đó. Thật ra là vui. Than hấp dẫn. Nên là cô chỉ nghĩ đây là một trong những cái yếu tố mà khiến cho Thanh Duy ngày càng được gọi là trở thành một gương mặt truyền hình của rất là nhiều game show. Bởi vì nếu mà làm việc với anh Duy thì sẽ không có phải chăm sóc ảnh, tại vì ảnh sinh ra chắc đã chịu cực rồi. Nên là em hỏi anh cái khó khăn thì anh bỏ qua hết. Em nghĩ cái điều đó là do anh sở hữu cái năng lượng, là một cái sự gọi là rất là may mắn của anh, là anh có một cái nguồn năng lượng rất là dồi dào. Cũng đúng. Để anh đáp ứng được cái lượng công việc mà em nghĩ là không hề nhỏ. Cũng đúng. Trong những cái show truyền hình như vậy đó, người ta ở ngoài người ta nhìn thấy, mà nãy giờ hỏi ổng không trả lời. Vậy là phải nói là sau một thời gian Thanh Duy miệt mài với những chương trình truyền hình thì mãi mới thấy anh lại ra sản phẩm mới. Đó là một cái sản phẩm mà anh muốn nói về điều gì? Em muốn nói về nó như thế nào, xin mời. Sản phẩm được mang tên Tự Mình. Tự Mình, dạ. Yeah. Tự Mình. Duyên nào mà anh lại lựa chọn các khúc này để cho lần ra mắt lần này? Em được biết đây là một sáng tác của Hoàng Rapper đúng không? Anh Hoàng Rapper là một cái nhạc sĩ, ổng cũng vậy á, năng lượng, lên sân khấu năng lượng. Vậy mà ổng một buổi tối ổng gửi một cái inbox cho anh. Duy ơi, anh nói cái kiểu mà làm buồn buồn mà màu màu vậy chỉ có mượn tiền mà thôi. Đúng không? Anh cứ hay nghĩ xấu cho người khác rồi. Không, cái này là đùa thôi. Anh mới viết bài hát không mượn tiền. Anh gửi cho em nha. Cái nó dạ anh gửi đi, trời chắc hợp á, anh viết nhạc sung em thích. Ông gửi qua mình nghe xong mình bị chì luôn, em hiểu. Mình bị chì luôn. Trời ơi, anh xanh gan cái gì? Chứ giờ anh có hát nhạc nhạc này bao giờ đâu. Nó buồn mình, nó kiểu nó cái tự sự nó phía trong nó không, tại vì anh hát không được em ơi. Chứ lúc anh cũng hát rồi. Tại vì cái quãng nó có rộng, anh nghĩ là em sẽ hát tốt. Với lại anh đã tiếp xúc với Duy nhiều rồi, anh thấy là em năng lượng em vậy đó. Nhưng mà chỉ là ở ngoài thôi. Anh biết em giống như anh thôi, khi mà về tới nhà rồi là mình lột sạch mọi những cái đó. Mình sống với con người bản chất của mình là gì, cho nên sẽ rất là dễ hay bị cô đơn và dễ bị buồn. Căn nguyên nguồn gốc của mọi thứ đôi khi chỉ là từ bản thân mình ra. Thì đúng, nghe bài đó anh rất là xúc động luôn. Ông nói lên toàn bộ những cái điều mà một cái người bình thường mình thấy vui vẻ, tươi vui, nhưng thực ra là không có như vậy. Tự mình làm mình đâu thôi, trong sự buông trôi, mọi thứ cũng đã quay mặt đi rồi. Tự mình lục tìm cô đơn, chạm mắt cay hơn, dằn vặt như mưa từng cơn. Tự mình làm mình đâu thôi, trong sự buông trôi, mọi thứ cũng đã quay mặt đi rồi. Mà Quỳnh Chi cũng rất là yêu thích. Và nếu quý vị khán giả nào mà chưa xem MV này, quý vị nhớ lên YouTube và tìm lại xem, cũng như là ủng hộ Thanh Duy quý vị nhé.
Bây giờ mới thấy chì xuống chút xíu. Nguồn năng lượng từ nãy đến giờ bây giờ mới thấy chì xuống chút xíu. Em muốn gì vậy? Em muốn lên lại không? Em biết là em muốn lên lúc nào cũng được. Nhưng mà vấn đề là em nghĩ là dù sao thì khán giả cũng sẽ rất là nhớ anh Thanh Duy với lại một vai trò ca sĩ. Tất nhiên rất là đã đúng đời rồi. Rất đã đời với những lúc mà anh lăn xả, với những lúc anh cống hiến ở những chương trình truyền hình. Nhưng mà chắc chắn là họ vẫn nhớ và vẫn chờ đợi những sản phẩm mà anh ra. Đúng. Nên đây tự mình cũng là một cái khoảnh khắc mà em nghĩ là một cái thời điểm rất là đúng khi mà anh đã lựa chọn quay trở lại để khán giả không phải réo gọi mình nhiều quá. Những cái show anh tham gia, nói thật với Quỳnh Chi, chỉ là một cái khía cạnh khác mà anh muốn giới thiệu với khán giả thôi. Tức là khán giả nhờ những cái show đó họ sẽ hiểu con người anh là như thế nào, thật sự là nhiều một người như thế nào ra sao. Cậu bé, dùng giờ cậu bé thì cũng hơi kỳ ha. một anh chàng năng động, nhưng mà cho dù đi gì đi chăng nữa thì cái mối quan tâm cũng như là cái điều mà anh muốn làm nhiều nhất vẫn là âm nhạc và điện ảnh. Đó là hai cái lĩnh vực mà anh rất là mê và anh chỉ muốn làm cái đó nhiều thôi. Và em chúc cho anh sẽ nuôi dưỡng được cái nguồn năng lượng này sẽ luôn như vậy, hoặc cũng có thể hơn nữa cũng được. Và sẽ tiếp tục là một gương mặt, luôn là một ẩn số, luôn là một điều gì đó rất là dễ thương đến cho quý vị khán giả trong những chương trình truyền hình. Nhưng bên cạnh đó thì sẽ lại có cái duyên để ngày càng có thêm nhiều ca khúc mà em nghĩ là ấn tượng như tự mình nữa. Cảm ơn em. Cũng không biết nói gì hơn là xin chúc cho tất cả quý vị sẽ có những giây phút thư giãn thật là thoải mái cùng với chương trình, và đặc biệt đừng quên ủng hộ cho những dự án sắp tới của Thanh Duy và Quỳnh Chi. Còn bây giờ thì Quỳnh Chi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, đó là chuyên mục kết nối âm nhạc.